Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đây, sao em cắm thử. Chắc là chưa nhấn vào rồi. Đây, vẫn lên bình thường đây này. Đấy, sạc em cắm sạc của anh đấy, nguyên cái tem ở bên hông này. Đấy, nguyên pin sạc em bóc ra, cắm vào bình thường. Nó có cái nút lậy vào trong nữa này, nếu mà anh rút ra thì nó sẽ không sáng. Đấy, nó gài vào trong này. Đấy, nó gài vào trong nữa.